4. Cách nhập thai. Trưởng lão Thích Thông Lạc thuyết giảng. Trước khi mà đi sâu vào giới luật, thì thầy xin nhắc lại lời di chúc của Phật để bổ túc thêm cái phần mà giảng nãy giờ đó, để chúng ta thấy những cái lời di chúc của Phật, để chúng ta thấy rõ. Bởi vì hồi nãy thầy có nói lời di chúc của Phật rất nhiều, nhưng mà nó chưa đủ đâu, cho nên thầy bổ túc thêm cái phần này, và bổ túc thêm cái phần mà nhập thai về cái vấn đề mà ly dục và ly bất thiện pháp, để cho các thầy thấy được cái phần này thêm nữa. Bởi vì nếu mà không có bổ túc ngay chỗ này thì sau này chúng ta bỏ qua cái này thì làm cho quý thầy chưa thấy được cái chỗ ly dục ly bất thiện pháp của Phật là nó tuyệt đỉnh như thế nào. Cho nên trước khi đi sâu vào giới luật, thầy xin nhắc lại với lời di chúc của Đức Phật. Đây là lời di chúc của Phật đây. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy sống tự mình, làm ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa mình, không nương tựa vào một ai khác. Lấy chánh pháp làm ngọn đèn, lấy chánh pháp làm nơi nương tựa, không nương tựa vào một ai khác. Lời nhắc nhủ thứ hai của Phật. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy lấy mình làm hòn đảo, làm chỗ ở vững chắc, rồi các thầy hãy lấy giới luật của ta làm rào tường bao quanh bảo vệ, hãy lấy giới luật của ta làm khuôn phép khép mình trong khuôn vàng thước ngọc này, hãy lấy giới luật của ta làm kỷ luật cho chính mình, không hề vi phạm trái phạm, hãy lấy giới luật của ta làm thầy chỉ đạo tu tập, đừng nương tựa vào ai, đừng lấy ai làm thầy làm tổ của mình, mà phải chính mình lấy giới luật của ta làm thầy làm tổ cho chính mình. Đó là những cái lời của Phật mà thầy thấy ở trong kinh ghi chép, thì đem ra đây để mà ghi lại để cho nó rõ ràng. Hồi nãy thầy chỉ trích ra một phần nhỏ để chứng minh cho cái chỗ mà quy y thọ tam quy đó, để thấy cái giới luật của Phật ba ngôi tam bảo nó quý báu như thế nào, và giới luật của Phật mà Phật đã chỉ định cho cái người mà làm thầy cho chúng ta sau này nó như thế nào đó. Bây giờ thì qua cái lời dạy này nó rất là đầy đủ và cặn kẽ, thì quý thầy phải hiểu đó là những lời mà cuối cùng khi Đức Phật nhập Niết Bàn, ngài rất là lo cho chúng ta đời sau không có cái ông thầy mà nhắc đi nhắc lại những cái lời này để chúng ta nhớ mãi mà không quên, để lấy cái ông thầy đúng ông thầy của chúng ta. Nhưng mà vì người sau họ làm lệch lạc mất đi, rồi chúng ta thấy giới bổn tức là giới luật, mà thấy pháp mà Phật dạy tu hành là pháp, cho nên đó là những cái họ làm cho lệch. Rồi bây giờ người ta bị lệch rồi, người ta không biết là giới luật là giới nào mà giới pháp của Phật mà là giáo pháp của Phật là cái nào, họ chẳng biết. Cho nên bây giờ thầy họp lại để chúng ta thấy giới luật là giáo pháp của Phật, mà giới luật thì nó có giới hành, cho nên nó không phải là rời ra gọi là giáo pháp mà là giới hành. Bởi vì giới hành là cái hành động giới để chúng ta đạt được những cái giới mà thế giới nó đã nêu lên, để chúng ta đạt được những cái hạnh và cái đức và cái tuệ của cái giới luật. Đó, thì hôm nay thì quý thầy đã qua những cái lời di chúc của Phật như vậy, thì quý thầy đã nắm rõ và vững vàng là trong những cái lời di chúc này thì nó nằm ở trong kinh Di Giáo, hoặc là kinh Du Hành, hoặc là kinh Niết Bàn. Những cái lời này đều nó còn nằm ở trong những cái bản kinh đó. Bây giờ thầy nhắc đến cái chỗ mà vì cái vấn đề mà tu tập về cái giáo pháp mà thiện này á, là cái mục đích nó ly cái tâm ham muốn của chúng ta ra. Chúng ta thấy á, nó lìa cái tâm ham muốn của mình ra, mà nó lìa các cái ác pháp ra. Bởi vì pháp của pháp thiện thì ác pháp nó phải không được xâm nhập vào. Cho nên do cái nguyên nhân mà cái lòng ham muốn á, nó mới sinh ra ác pháp. Mà cái lòng ham muốn không có thì ác pháp nó không có, cho nên phải ly dục. Mà ly dục được á, thì ác pháp nó không còn có nữa, thì nó toàn là thiện pháp. Mà toàn thiện pháp á, thì nó là Phật Pháp Tăng. Chúng ta trở về cái bản gốc của nó là Phật Pháp Tăng. Cho nên vì vậy á, mà chúng ta lấy cái chỗ mà ly dục ly bất thiện pháp này á, chúng ta mới biết được cái chỗ tái sanh luân hồi của mình. Bởi vì mình không ly dục ly ác pháp thì nó luôn luôn nó phải tái sanh luân hồi à, nó không làm sao mà nó thoát khỏi được. Mà mình ly dục ly bất thiện pháp á, thì nó mới có cái chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Nhưng bây giờ như thế nào để mà chúng ta biết nó có bốn cách nhập thai, nghĩa là chúng ta sanh ra nó có bốn cách nhập thai chứ không phải một cách. Bởi vậy cho nên phân tích ra để mà chúng ta thấy rõ nè. Một, người phàm phu nhập thai á, thì không biết mình nhập vào bụng mẹ,
không biết mình trụ ở trong bụng mẹ và không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Đó là loại nhập thai thứ nhất. Đức Phật cũng như bây giờ quý thầy biết, quý thầy vô bụng mẹ quý thầy đâu có biết. Mình vô mình cũng không biết, rồi mình nằm ở trong đó mình cũng chẳng biết, rồi mình đi ra mình cũng chẳng biết. Họ đẻ ra họ đẻ chứ còn mình cũng chả biết gì hết. Rồi bắt đầu đó chừng mà mình biết được đó, thì mình khóc thét lên đó thì chắc chắn là có thể nó ngộp thở sao đó chịu không nổi, mình la lên mình cho thở cho được đó, chứ còn hồi đó chắc chưa biết gì hết. Đó là lúc đó là lúc mê muội ngu si không có tỉnh. Cho nên vì vậy mà mình ly được cái phần nào thì mình tỉnh, mình thấy. Đây bây giờ Đức Phật nói cái phần thứ hai để cho người mà biết như thế nào gọi là như thế nào. Lại nữa, có người tu chánh niệm tỉnh giác định. Đó, bây giờ chúng ta biết cái tu chánh niệm tỉnh giác định là gì, tỉnh thức chứ gì. Họ quý thầy đấy, họ có đủ sức thức tỉnh khi chết đi, họ biết mình nhập thai vào bụng mẹ. Có sức tỉnh rồi bắt đầu chết đi nhập vào bụng mẹ. Thì cũng như mấy ông mà lạc ma mà quý thầy nghe nói mấy ổng là chết đi rồi mấy ổng biết, mấy ổng sanh nước này nước kia rồi vậy đó, mấy chứng nhỏ sanh ra mà biết đó. Đó là mới có tỉnh thức thôi, mới có tỉnh giác định thôi, chứ mấy ổng có cái gì hay ho đâu. Để chứng minh cho chúng ta biết cái điều đó phải không? Họ có đủ sức tỉnh thức khi chết đi, họ biết mình nhập thai vào bụng mẹ nhưng không biết mình an trú trong bụng mẹ và không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Đó là lại nhập thai thứ hai. Không, cho nên cái sức tỉnh thức đó, nó làm cho mình cũng có ly bớt dục rồi, bởi vì người ta chửi mình cũng bớt giận. Còn cái người mà chưa có tỉnh thức đó, người ta chửi mình ăn thua đủ, mình đâu có nhịn ai. Mình tỉnh thức thì mình biết nhịn rồi, tức là mình có nhận rồi, tức là có ly rồi đó. Phải không? Ly bớt được cái tâm sân si phiền não của mình rồi. Đó là ly một phần nhỏ của ly dục ly bất thiện pháp đó, cho nên nó mới có sức tỉnh này. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba, người tu tập định vô lậu, tâm tỉnh thức tâm tỉnh thức rất cao và ngủ triền cái xả ly, nên khi chết biết mình nhập thai vào bụng mẹ. Khi mình chết rồi mình biết nhập vào chỗ nào, mình biết à. Đó là bắt đầu ông này đó, đã được một phần tỉnh thức cao hơn, cho nên mới xả được ngủ triền cái lậu hoặc. Nó đã, người này là tu cái định vô lậu, hồi nãy là cái người tu cái định tỉnh giác định đó. Tỉnh chánh niệm tỉnh giác định đó. Còn bây giờ cái ông này hơn chút là ông tu cái định vô lậu, cho nên cái tâm nhờ cái tỉnh giác định đó, chánh niệm tỉnh giác định đó, ông mới xả được cái lậu hoặc của ông. Cho nên ngũ triền cái này ông xả ly. Cho nên khi chết đó thì ông nhập thai vào bụng mẹ thì ông biết, biết rất rõ. An trú trong bụng mẹ ông cũng biết nữa, nhưng không biết mình ra khỏi bụng mẹ. Khi mà sanh ra thì chắc bộ hồi đó ông quay đầu, ông điên đầu, ông hết biết rồi. Họ ông nằm ở trong thì ông biết, nhưng mà khi ông quay đầu để sanh ông ra đó. Chứ còn khi nếu ông quay đầu thì đẻ ngược sao, còn khổ ông nữa. Cho nên khi mà quay đầu ra chắc lộn ngược cái đầu ông ra đó, ông điên cái đầu, ông giờ ông hết biết, ông mê rồi. Cũng như cái người chết mà lúc mà gần chết thì mê man không biết gì nữa đó. Thì chắc là lúc sanh ra chắc cũng mê man. Thì cái ông này mới có cái xả được cái truyền cái chút ít, cho nên vì vậy mà ông cũng còn mê chứ chưa có hoàn toàn. Như vậy là ổng mới xả ly máu ly dục ly bất thiện pháp ít thôi chứ chưa phải được nhiều. Cho nên vì vậy đó mà nó còn cái chỗ mà mê muội nó chưa có hết. Thứ tư, có người ly dục ly bất thiện pháp khi thân hoại mạng chung, biết mình nhập thai vào bụng mẹ, biết mình an trú trong bụng mẹ và biết mình ra khỏi bụng mẹ. Đó là nhập thai thứ tư. Chỉ có ly dục ly bất thiện pháp không đó, thì mình vô bụng mẹ biết nè, ăn trúng đó biết. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta đi vào con đường tứ thiện gì. Cho nên chúng ta muốn phát sanh có khó không, quý thầy thấy không? Bởi vì đầu tiên mà chúng ta đi vào tứ thiện thì phải ly dục ly bất thiện pháp mới nhập sơ thiện, phải không? Nhập sơ thiện, từ đó cái đường con đường chúng ta đi là hoàn toàn là đi tới tứ thiện, là hoàn toàn là ly dục ly bất thiện pháp hết, toàn thiện sạch bóng. Cho nên cái người này phải nói bắt đầu từ cái sơ thiện mà họ đi vào, họ đi vào. Cho nên vì vậy mà họ muốn thắt sanh như vậy dễ quá, cái chuyện đó dễ quá, cho nên muốn làm chủ sanh tử nó quá dễ rồi, đâu còn khó nữa. Chỉ điều khiển nó bây giờ coi cái nhà nào đó dùng cái, ở trong đó mình dùng cái thiên nhãn minh của mình nhìn như vậy, coi cái nhà nào mà có duyên phước với mình để mình đến tịnh độ với gia đình đó luôn, cả cha mẹ trong đó luôn, hết anh em dòng họ đó hết, mình nhào vô đó cái bắt đầu mình tái sanh. Thì vô đó mình nhập bụng ra thì mình đi chứ ai mà nghiệp ở đâu lâu mình, phải không? Mình ly hết dục rồi thì đâu có cái nghiệp nào mà lôi mình được, đâu có ác pháp nào lôi mình đâu. Cho nên tự mình đi. Cho nên ở đây Phật nói có người ly dục ly bất thiện pháp khi mà thân hoại mạng chung á, biết mình nhập thai vào bụng mẹ,
biết mình. Ở đây thầy nói biết chứ không phải là đâu, mình nhập thai chứ không phải biết đâu. Đó, mình tự tại, mình ở trong bụng mình nằm đó, mình muốn nó 3 năm là 3 năm, mình muốn 2 năm là 2 năm, mình muốn 1 ngày nó ra nó cũng ra nữa. Phải không? Đó là cái tự tại của mình mà, chứ đâu phải là cái quyền lực của mình, mình muốn điều khiển như thế nào. Cho nên toàn bộ là khi sanh ra thì mình cũng biết, mà khi nhập vào thì mình cũng biết, khi ở trong đó mình cũng biết, mình tỉnh táo vì cái sức tỉnh quá sao. Cho nên chúng ta mới thấy tứ thiền, mà chúng ta ngồi đây mà nhiều ngủ gục thì làm sao gọi tứ thiền. Cho nên người mà nhập tứ thiền là người ta hoàn toàn là người ta không có ngủ, ngày đêm người ta không có ngủ, người ta nằm có đặt niệm trước mặt người ta tỉnh thức rồi, mà người ta ngủ, ngủ mà không mê. Cho nên luôn lúc nào cũng biết. Vì vậy mà khi mà nhập vào tứ thiền rất là tỉnh, thời giác không nghe mà vẫn biết rõ ràng, vẫn hẳn hoài đàng hoàng, mà muốn nghe thì nghe, mà không muốn nghe thì không nghe. Đó là cái chỗ mà siêu việt của đạo Phật là gì. Cho nên cho nên khi mà chúng ta tu hành mà chúng ta được đến cái chỗ này á, thì cái sự mà tự tại sinh tử chúng ta rất dễ dàng. Và vì vậy mà chúng ta đọc qua những cái bốn cái nơi mà đi sanh này á, đi tái sanh này á, chúng ta thấy rõ được cái từ cái tam bảo này á, mà nó lưu xuất ra cái thiện pháp. Cho nên chúng ta từ ở trong cái ba cái pháp thiện này mà chúng ta ly dục. Ly dục tức là chúng ta đi gần về cái thiện pháp rồi. Càng ngày càng xa ác pháp rồi. Cho nên cái tâm dục mà càng ly thì cái ác pháp nó càng xa, cho nên nó càng ly ác pháp. Và đến khi mà toàn thiện thì tức là ly dục, ly bất thiện pháp. Cho nên tâm nó thanh tịnh, tâm thanh tịnh từ đó chúng ta có phải ức chế tâm đâu, mà chúng ta đi vào tứ thiền một cách rất là tự tại. Vì vậy mà chúng ta rất rõ ràng.